Theo thông tư số 15 năm 2022 của Bộ Công an, từ ngày 21 tháng 5, công an cấp huyện được đăng ký cấp biển số xe ô tô, công an cấp xã được đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện của cơ quan tổ chức cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương. Huyện Dòng Trâm có 12 xã thị trấn đủ điều kiện thực hiện đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho người dân trên địa bàn. Những ngày qua, việc tiếp nhận đăng ký cấp biển số tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện Dòng Trâm được tiến hành thuận lợi, đơn giản, rút ngắn thời gian đi lại làm thủ tục nên người dân rất phấn khởi. Thay vì phải di chuyển hàng chục km lên công an tỉnh để làm các thủ tục đăng ký xe ô tô và đến công an huyện để làm thủ tục đăng ký xe mô tô, xe gắn máy như trước, thì hiện nay chỉ cần đến công an cấp huyện, công an cấp xã nơi cư trú để thực hiện thủ tục này. Tại điểm đăng ký, công an xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy của người dân, sau đó thực hiện các thao tác nhập dữ liệu, tra cứu và các thủ tục đăng ký mới. Chỉ khoảng 15 đến 30 phút là người dân hoàn thành việc làm biển số xe mới cho mình. Muốn mua xe mới thì mình đến đây thành phố Đông mình xã tại thành phố Đông không, mình đăng ký thì nó tiện hơn, rất là tiện lợi cho người dân của mình đây. Như mình khỏi có đi lên xa tới đường xa, mình khi mình chờ đợi này cái nọ nữa, mình chờ đợi lên tỉnh những nghỉ đi mà công ty mình phải nghỉ rồi mình mới đi lên tỉnh mình chờ đợi, còn nó xa với lắm. Ở đây thì nói chung ở đây thì gần hơn, tiện hơn. Triển khai thực hiện từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6 năm 2022, Công an huyện Dòng Trôm đã tiếp nhận hoàn thành 134 hồ sơ, trong đó đăng ký mới 23 ô tô, 80 mô tô và thực hiện sang tên đối với các trường hợp còn lại. Công an các xã thị trấn đã thực hiện 35 hồ sơ, trong đó đăng ký cấp mới 30 biển số xe cho người dân có nhu cầu. Thì đối với công an xã cũng đã thực hiện hoàn chỉnh 12 hồ sơ cho người dân để thực hiện đăng ký và cấp biển số xe. Thì trong quá trình thực hiện thì do bước đầu thì đối với xã cũng gặp không ít khó khăn. Thứ nhất là do đường truyền mạng cũng chưa đảm bảo. Thứ hai nữa là cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa có đảm bảo. Trong thời gian tới thì Ủy ban nhân xã chỉ đạo công an cũng như là phối hợp các ngành đoàn thể xã tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân hiểu rõ hơn về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đăng ký và cấp biển số xe trên địa bàn xã. Bên cạnh đó thì Ủy ban nhân xã cũng đề xuất kiến nghị đối với ngành chuyên môn sớm hỗ trợ các cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị phục vụ đảm bảo cho công an xã trong thời gian tới. Thực hiện thông tư 15 của Bộ Công an vừa giúp giảm áp lực về cấp biển số ô tô cho lực lượng cảnh sát giao thông cấp tỉnh, giảm áp lực cho cấp huyện đăng ký xe mô tô, xe máy, đồng thời giảm chi phí thời gian đi lại của người dân nên nhận được sự đồng tình cao.